bình thường chị đi công tỏ đi qua được bao nhiêu ngày bên kia còn ở đây nè, con hai người đây anh đang nói như vậy là được bao nhiêu bệnh đó rồi. Cái đó bệnh gì nó có liên quan gì cái gì cái bệnh đó cần gì đi lên bệnh viện có đúng không? Đang dịch đang dịch dịch người đó đến giờ em đã hỏi anh cái bệnh dịch này là có từ khi nào, bệnh này là bệnh bắt nguồn từ đâu anh phải biết mà đợi cái gì đó. Cuối cùng theo chị là không có dịch đúng không? Đúng, cuối cùng theo em là không có dịch. Không có dịch sao chết cả lắm? Chết đâu mà chết? Ai tới mình đánh lấy ông chị cho con? Anh lấy của chị đó con. Đúng rồi, của chị đó con. Ông chị là của chị đó, ai dẫn cho lên coi? Ông nói không được được vậy. Vậy mà nó không có chơi gì. Chơi gì mà nó không có chơi gì. Trời, khi nào nó có lệnh thì nó mở ra. Nó không có lệnh, tôi mới có lệnh nè. Thằng nó mới nói vậy, cái bình thường như con phải cái gì hả? Chị dám nói không? Dạ, có cái gì? Dám nói không?